Hôm nay Ni sẽ chia sẻ với mọi người một món chay mặn đều có thể dùng được nha. Để làm được món ăn này, mình cần một trái cà tím. Ni mua được một trái cà thiệt là to nè mọi người. Mình sẽ cắt khoanh dày khoảng 1cm như thế này nha mọi người. Giờ thì mình sẽ rửa với nước muối. Mọi người có thể vắt vào thao và dọc nước cốt chanh nha. Sau khi rửa với nước muối xong thì mình sẽ rửa lại với nước sạch. Và mình vớt ra để ráo. Ni dùng 7 muỗng canh bột mì và 3 muỗng canh bột năng. Áo đều khoanh cà rồi mình sẽ đem đi chiên nha. Với công thức bột 7 phần nuông chiều và 3 phần bất lực này thì mọi người chiên sẽ giòn như bột chiên giòn vậy á. Còn nếu mọi người có bột chiên giòn thì mọi người dùng bột chiên giòn luôn nha. Mình sẽ chiên với lửa vừa và trở mặt thường xuyên cho hai mặt chính vàng đều. Chiên đến khi thấy cà vàng đều hai mặt thì mình sẽ vớt ra. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào hết cà thì thôi. À, mình tận dụng chảo dầu lúc nãy mình chiên khoai tây cho Yumi á mọi người. Ăn thịt cá liên miên khiến cho mình cảm thấy rất là ngán. Trong thời gian chiên cà mình sẽ làm sốt nha. Mình cho 7 muỗng canh tương ớt. Nếu không ăn cay được thì giảm lại 5 muỗng nha. Giờ mình cho 3 muỗng canh tương cà. Cho tương cà xong mình sẽ cho 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mật ong. Tiếp theo mình sẽ cho nửa muỗng canh hạt nêm và 1/4 muỗng canh bột ngọt, 7 muỗng canh nước lọc. Khuấy đều tay cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Mọi người có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Giờ thì mình sẽ bắt lên trên bếp và khuấy đều tay với lửa nhỏ. Khuấy đến khi thấy hỗn hợp sôi lên như thế này nha mọi người. Công thức sốt này mà mọi người dùng cho rà rán cũng rất là ngon á. Trong thời gian chờ sốt sắc lại, mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo và phi vàng tỏi ớt băm. Tỏi ớt băm mình phi vừa thơm lên là được rồi nha mọi người. Nếu mọi người không ăn cay được thì không có cần bỏ ớt băm cũng được nha. Tại vì phần sốt của mình có tương ớt đã cay rồi á. Tỏi ớt phi xong mình sẽ cho vào nồi sốt và tiếp tục khuấy đều. Khuấy khoảng 1-2 phút thì mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Giờ thì mình sẽ để cho phần sốt nguội hoàn toàn nha. Trong thời gian chờ phần sốt nguội, mình sẽ nướng cà với nồi chiên không dầu. Tại vì phần cà lúc nãy mình chiên nó rút dầu bên trong á mọi người. Ni thì không muốn ăn quá nhiều dầu. Mình sẽ nướng lần 1 160 độ và 5 phút. Sau khi hết 5 phút đầu tiên thì mình sẽ trở mặt và tiếp tục nướng lần 2. Mọi người có thấy cà của mình rỉ dầu ra không? Có nồi chiên lợi lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ nướng lần 2 160 độ và 5 phút nha. Tổng cộng thời gian nướng là 10 phút á mọi người. Dầu đã rỉ ra bớt rồi nè mọi người. Mình ăn sẽ đỡ ngán hơn và cũng tốt hơn cho sức khỏe nữa. Mình tiếp tục nướng phần cà còn lại nha. Nướng xong thì mình sẽ cho cà vào phần sốt và trộn đều cho phần sốt thấm vào cà. Món này là cà tím sốt cay, mọi người có thể ăn cùng với cơm trắng nha. Giờ thì mình sẽ cho ra đĩa và bắt đầu thưởng thức thôi. Nhìn hấp dẫn cũng đâu thua mấy món mặn đâu ha mọi người. Cắn thử một miếng xem như thế nào nha. Cà có độ giòn nhẹ và phần sốt rất là vừa ăn.